thưa quý vị và các bạn hiện nay các nhà làm du lịch đều có chung một nhận định là nga là một thị trường lớn và có nhiều tiềm năng đối với du lịch việt nam tuy nhiên hiện nay thì lượng khách nga đến việt nam vẫn còn rất khiêm tốn